Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Thì ngày hôm nay chúng ta lại có thêm một thông tin nữa khá là thú vị xoay quanh dòng iPhone 15 series năm nay. Đó chính là những cái chiếc ốp lưng của dòng iPhone 14 thì có dùng được cho iPhone 15 series hay không nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu với mình thông qua video này nhé. Và đầu tiên, những cái thông tin này đến từ đâu? Thì nó đến từ một trang có tên là Mark Okatara. Đó, như các bạn có thể thấy trên này. Và short clip thì mình cũng có lấy từ kênh này luôn. Đó, để các bạn xem cho nó dễ. Thì ở đây anh này có tổng cộng, cái kênh này có tổng cộng là 4 cái mốc cấp của iPhone 15. Cái này á, nó sẽ khá là khác với cái phiên bản dummy nha. Cái phiên bản dummy á, thì nó sẽ là một cái mặt kính nè. Nói chung là nó có đầy đủ những cái vật liệu để cấu thành nên một cái con iPhone cơ bản. Chỉ cái phần vỏ bên ngoài thôi, đương nhiên là cái phần ruột bên trong thì sẽ không có. Còn cái bản 3D mốc cấp này, nó sẽ là một cái bản in 3D dựa trên cái kích thước mà những cái người leaker lúc trước, những cái video trước mình có chia sẻ đó. Thì họ sẽ dựa trên những cái kích thước này để mà họ in ra cái bản 3D này. Về cái thông số thì có thể là mình nghĩ là nếu như cái kích thước họ cho đúng thì chúng ta sẽ in ra một cái bản chính xác tuyệt đối. Còn nếu như mà cái kích thước mà đã sai rồi thì các bạn sẽ không thể nào in ra được một cái mốc cấp mà nó đẹp và nó chuẩn được. Rồi, và trước khi đi vào cái câu chuyện là ốp lưng trên iPhone 14 series có gắn được ở trên iPhone 15 series hay không, thì chúng ta cùng điểm sơ qua một số những cái thay đổi mà những cái tin leak trước mà chúng ta đã thu thập được. Đầu tiên sẽ có 4 bản iPhone, kích thước lần lượt là iPhone 15 6,1 inch, 15 Plus là 6,7 inch nè, 15 Pro 6,1 inch và iPhone 15 Pro Max 6,7 inch. Không có iPhone 15 Ultra nha các bạn. iPhone Ultra sẽ được chuyển sang năm sau. Rồi, thông tin thứ hai là tất cả các cái mẫu iPhone này đều được trang bị Dynamic Island. Và cái thứ ba là cái cổng Lightning đổi thành cái cổng USB-C và có cái kích thước nó to hơn một chút. Thì đương nhiên rồi, Type-C thì khi mà các bạn nhìn vào và các bạn so với Lightning thì nó cũng sẽ to hơn. Và cái điểm cuối cùng là các cái cạnh này nó sẽ được bo cong nhẹ. Chúng ta sẽ không nói về vật liệu, tại vì vật liệu thì cái kích thước bao nhiêu thì cái vật liệu nó cũng chả quan trọng lắm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng thử với những cái chiếc ốp lưng. Tất cả các bạn đều mong muốn là những cái mẫu iPhone đó, nó cùng kích thước để mà chúng ta có thể xài được cái ốp lưng đời trước cho đời này, đúng không? Cho tiết kiệm, đúng không? Nhưng mà không. Với cái cách mà bào tiền cho Apple á, thì đây chúng ta sẽ cùng xem. Đầu tiên là con iPhone 15 thì nó có cái kích thước mặt sau tương đối là vừa vặn. Tuy nhiên thì khi mà các bạn nhìn lên những cái phần ở trên cạnh, cạnh trên, cạnh dưới thì nó sẽ, cái kích thước của vỏ nó sẽ cao hơn khoảng 1 ly. Cho nên là khi mà các bạn ốp cái vỏ vào thì nó sẽ không có bám được vào trên cái thành này mà nó sẽ bị kênh lên một xíu. Rồi, tiếp tục là iPhone 15 Plus thì gần như là có thể sử dụng chung với iPhone 14 Plus thông qua cái clip mà các bạn đang xem. Về iPhone 15 Pro thì cái cụm camera trong năm nay á, nó được dự đoán là sẽ to hơn và cao hơn. Cho nên là khi mà nhấn vào cái cụm camera này thì cái nút mà tăng giảm âm lượng á, nó sẽ bị thay đổi đi. Và những cái thông tin mà gần đây chúng ta nhận được đó chính là phím tăng giảm âm lượng nè, rồi là cái phím gạt rung này, và cái phím, thêm một cái phím nữa là phím nguồn sẽ được chuyển sang phím cảm ứng lực chứ không phải là phím cơ. Cho nên chúng ta phải cần có một cái cơ cấu ốp lưng khác để có thể sử dụng được những cái phím này trên iPhone 15 Pro cũng như là iPhone 15 Pro Max. Nó cũng thay đổi tương tự y như là vậy luôn. Rồi, cái tiếp theo là khi mà chúng ta mua iPhone thì các bạn rất là thích gắn cái kính camera ở đây, cái cụm kính bảo vệ camera. Thì trên cái con iPhone 15 và 15 Plus đó, thì như các bạn có thể thấy ở trên video thì nó đều có thể gắn vừa khít cả hai cái con máy này. Còn về iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max đó, thì đương nhiên cái cụm camera này nó sẽ bị lồi lên và cái kích thước của camera này nó cũng khác đi. Cho nên là cái phần bảo vệ kính cam này nó sẽ không có dùng được ở trên đời 15 Pro và 15 Pro Max. Và cuối cùng, để bảo vệ cho cái màn hình của các bạn thì chúng ta sẽ có một miếng kính cường lực. Về iPhone 15 và iPhone 15 Plus, mặc dù nó đều là 6,1 inch, tuy nhiên thì nó sẽ không có dùng được tại vì Apple họ sẽ chuyển sang dùng Dynamic Island chứ họ không có dùng tai thỏ nữa. Cho nên mình nghĩ nha, nếu như mà những cái miếng kính cường lực mà full như cái miếng mình đang có đây đó, như cái miếng mà mình đang dùng ở trên con iPhone 14 Plus thì nó có thể sử dụng được.
Còn những cái miếng khuyết đỉnh thì chúng ta sẽ không thể nào dán được rồi. Cái có thể là cái kích thước nó sẽ bị khác đi. Rồi, về iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max thì cường lực sẽ không có dùng chung với 14 Pro và 14 Pro Max được. Lý do là Apple họ sẽ chuyển cái màn hình này sang gần giống như con 11 Pro, 11 Pro Max, đó chính là cong 2.5D. Cho nên là cái phần cường lực trên 14 và 14 Plus thường nó sẽ phẳng ra và chúng ta sẽ không có dùng được ở trong cái trường hợp này. Và như các bạn có thể thấy thì trên những cái chiếc ốp á, cái cụm loa, cái cụm mic và thêm vào đó là cái cọng sạc, nó đều được làm to hơn một xíu. Cho nên là ở trên 15 Pro và 15 Pro Max khi mà đeo ốp vào, hay là thậm chí 15 hay là 15 Plus đeo ốp vào, thì ở cái phần cạnh dưới này của chúng ta nó sẽ không có cái sự thay đổi nhiều. Đó, vẫn có thể sử dụng được. Tuy nhiên, và tự trung lại video ngày hôm nay, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan hơn về cái kích thước của những cái chiếc iPhone 15 ở thế hệ tiếp theo. Và chúng ta cũng biết được là những cái phụ kiện của 14 series có thể dùng được cho iPhone 15 hay không. Ví dụ như là Lightning sang Type-C thì chúng ta sẽ bỏ rồi nè, không dùng chung được nè. Tiếp theo á, là về cái phần ốp lưng thì cũng chỉ có là iPhone 15 Plus dùng được thôi. Rồi về kính bảo vệ camera thì cũng chỉ có 15 và 15 Plus dùng được. Về phần kính cường lực á, thì như mình đã nói, với những cái loại kính nào mà loại kính full như mình đang dùng thì có thể là dùng được. Và các bạn đều thấy một cái điểm đặc biệt ở trong này, đó chính là tất cả những cái phụ kiện của con 14 Pro và 14 Pro Max đều không dùng được cho iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Apple rất biết cách để hút máu người dùng nha các bạn. Họ có thể cho những cái dòng bán được ít hơn, ví dụ như là 14, 14 Plus bán cũng chả được nhiều, để dùng cho iPhone 15, 15 Plus và tất cả những cái dòng cao cấp thì gần như là Apple họ cắt luôn. Họ sẽ không cho bất kỳ một cái phụ kiện nào có thể sử dụng được ở trên con iPhone 15 series này cả, từ ốp lưng, kính cường lực cho tới cụm camera và không thể thiếu đó chính là Type-C. Đó, không dùng được luôn. Ok, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Các bạn cảm thấy sao về cái chiêu bài này của Apple thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.